right there? Yeah, this one. And that tower right there. The view. Cái tower của the view nằm ngay đây nè chị. The view. We're going to the view. Which is the tower that you can go up and you see the palm tree and the palm island of Dubai. Mình đang đi lên trên cái tòa lầu gọi là The View đó các bạn. Thì cái The View này nó nằm ngay cái trung tâm của cái khu vực The Palm Island đó. Cái Palm Island mình phải đi lên trên cái một cái nhà lầu cao nào gần đó, mình nhìn xuống mình mới thấy được cái đẹp của cái Palm Island. Chứ nếu mà mình đi trong cái lòng của cái Palm Island thì mình có cảm giác gì đó các bạn ạ. Hôm trước mình đã đi vào Palm Island rồi, nhưng mà mình đi giống như mình đi trên đường xe như vậy nè, mình đâu có thấy được cái gì đâu, mình không thấy được cái đẹp của cái Palm Island, tức là cái đảo mà giống như cái dừa mà họ đã làm ra nhân tạo đó các bạn. Mình phải lên trên cái tòa lầu này nè để mình nhìn xuống mình mới thấy được cái đảo Palm Island đó, cái đảo dừa, cái đảo cây dừa. Cái đảo cây dừa này từ ngày mà làm ra tới bây giờ rất là nhiều người, coi như là rất là nhiều triệu phú ở trong đó, rất là nhiều triệu phú từ bên Mỹ, Âu Châu, rồi những nhà triệu phú họ cũng mua một căn nhà ở trong cái đảo cây dừa này để họ ở đó các bạn. Thank you. Nhà hàng Việt Nam sắp sửa mở cửa nè.
À, đây là con đường mình vô cái tòa lầu The Palm Island đó các bạn, để see để thay nhìn cái The Palm Island đó. À, tại vì mình phải đi qua một cái mall mình mới vô được cái tower để mà xem cái Palm Island. In order to go into the tower to view the Palm Island, we have to go through the mall. So that's why we are walking through the mall to the entrance of the tower to see the Palm Island.